qua anh em ạ. Nắng 38-39 độ này, cây được phơi nắng này. Trời trong xanh, nắng to, không một gợn mây. Gửi đến anh em hình ảnh cái nắng vật vã chỗ mình này. Nắng Ba Vì. Khủng khiếp luôn. Anh em nhìn thấy trời trong xanh. Nắng này thì không biết là cây có chịu được không.